vô đi. Rồi, được chưa? Được rồi, vô đi. Để lên, ok. Cứ sợ. Ừ. Đó nha, thì là em chịu thôi thì thôi. Đúng rồi, làm lại. Rồi, sửa sửa hộp bánh cho nó đẹp lại. Ừ. Mình chậm hơn con trai. Ờ cái má hơi này là con phải bít lên đó, con phải bít trong đây đây đây. Rồi, được rồi. Nói chuyện chơi. Ừ. Không phải bóc bỏ vô đây nè, đó, không bóc bỏ vô đây. Đó, ngon không? Ngon không? Để nhìn chú, đừng nhìn chú. Ừ, cứ tự nhiên. Em nên rồi. Ờ rồi thì thôi. Rồi ok xong. Mẹ ghẹo ghẹo gì cho nó cười mà. Này mẹ, mẹ con nói chuyện nè. Công nhân mà tới đây ở là quá tốt, ở đây cũng quá tốt.
cứ đằng trước mình cứ làm sạch là gì đâu, cứ coi như nhà mình cứ quen sạch sẽ vậy, có gì hết. Rồi cái này nó dơ mình có cũng có. Rồi đây là gì? Tắm lên. Để em vớt ra là em nấu canh chua thôi. À. Rồi gặp chị với ba đi. Hỏi nó gì cho nó trả lời. Nhìn ba đi con gái. Đi xem tivi đi, xem tivi đi đứng với em. Ờ à. Lý khúc sân đồ anh mở mấy bài đó đó. Rồi anh mở tiếng rồi đi anh, ờ, cho nó có sức sống. Khỏi cần. Đi vô nhà đi con, đi, rồi đi chơi về vô nhà đi, rồi.